À, anh em mình làm video hướng dẫn anh em sử dụng cái auto nhiệm vụ chính nhé, game gọi rồng online. Thì đầu tiên anh em vào game, anh em sẽ được cái giao diện như thế này. Đây là trên VPS nhé, các bạn lưu ý là không được thay đổi các cái cài đặt màn hình, ví dụ như ở cấu hình này các bạn phải ẩn hiệu ứng ẩn người chơi khác và chọn chế độ treo máy và khởi động lại nhé, thì nó sẽ đen xì như này. Thì tiếp theo anh em khi mới mới đầu vào, anh em mình phải cài đặt một chút ở trong menu cài đặt này. À, tab tự động này thì anh em chọn sử dụng đậu nhé, sử dụng đậu khi HP dưới 30% này, KP dưới 30% này, và dùng kim cương hồi sinh, anh em chọn tích hết vào. Rồi sau đó khi đã cài đặt xong thì anh em tạo một cái PT, một cái tổ đội, anh em ấn vào cái dấu xoay xoay này, đồng đội này, tạo nhóm, tự cho vào nhóm, ok. Sau đó anh em bật cái auto GRO lên, chuyển sang tab chính. Rồi đến bước này thì nó sẽ tự động làm nhiệm vụ cho anh em nhé. À, nó sẽ làm các cái nhiệm vụ mà có chỉ dẫn, cái này thì mình chỉ là hỗ trợ anh em chơi cho đỡ phải click mỏi chuột thôi, chứ nó chưa phải là tool chính thức nha. Cái này chỉ là bản hỗ trợ thôi, anh em thuê VPS về thì mình cài cho miễn phí. Cái này là tính giá VPS thường, không có tool nhé. Em lưu ý là thi thoảng vẫn phải để ý xem nó làm tới nhiệm vụ nào, ví dụ mà bị kẹt hay là nhiệm vụ mà nó không có hướng dẫn ấy, thì anh em phải làm thao tác bằng tay. Ví dụ mà cái tool nó có bị đơ đi thì anh em ấn nút ESC nhé, cái nút ngoài cùng của bàn phím ấy. Đấy, ấn nút ESC thì nó sẽ tắt tool đi. Đấy, cái nút ESC đây. Đấy, anh em nhìn thấy cái tool nó biểu tượng ở góc dưới màn hình này, màu đen đen này. Nếu mà tool nó có bị đơ ấy thì anh em ấn nút ESC đi, ấn ESC thì nó sẽ tắt tool đi, anh em thao tác bằng tay. Nếu mà khi nào nó có hướng dẫn, hướng dẫn là khi nó có cái bàn tay chỉ dẫn này nhé, thì anh em bật tool lên, bật tool thì nó sẽ tự động làm cho anh em. Anh em mỗi lần auto như này thì có thể auto đối với VPS một core thì auto một up một lúc thì nhé, chỉ một up như này thôi, một core thì một up, hai core thì hai up, ba core thì ba up, còn bốn core thì bốn up. Anh em lưu ý là khi auto này thì nó sẽ chiếm chuột, anh em có thể chuyển sang tab khác để thao tác làm chơi gì thì chơi, lúc sau quay lại, hoặc là cần ngồi nhìn nhìn nó làm nhiệm vụ nhé. Ví dụ đến cái nhiệm vụ thu thập xác mật ong này này thì sẽ rất nhiều người thu nên là nó sẽ bị hơi lỗi một chút, các bạn cứ kệ nó một lúc rồi nó sẽ làm được. Mà khi auto là anh em không được để các cái tab game nó chồng lên nhau nhé, ví dụ như này, ví dụ up thứ nhất thì anh em để vị trí này, up thứ hai anh em để vị trí như thế này thì nó sẽ auto được hai up, còn khi anh em đè nó lên như thế này này thì nó sẽ không auto được nhé, anh em phải để nó hiện trên màn hình và không không đè chồng lên nhau. Cái này nó là dạng auto click mà mình làm nó đơn giản thôi, mình cài miễn phí cho anh em không cần phải thuê thêm tool. Giá VPS thì mình để giá gốc, anh em nào thuê có nhu cầu thì liên hệ sếp nha. Có nhu cầu thuê VPS theo game, truy cập ngay facebook.com/VPS làng lá.